Sáng đó, Huy xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị là không gian vườn cây của chú Cường Thóc, thành phố Hải Dương. Bọn Sáng đó, Huy đang có mặt ở vườn chú Cường để chia sẻ vườn cây của chú và cập nhật cái thông tin mới ở vườn chú. Bọn Sáng đó, Huy nắm bắt có rất nhiều cái thông tin vui ở vườn chú Cường Thóc quý vị nhé. Chúng ta ngay bây giờ chúng ta đi chiêm ngưỡng những tác phẩm ạ. Xong rồi vừa chiêm ngưỡng thì chúng ta sẽ trò chuyện với chú Cường. Và chú Cường sẽ bật mí với quý vị những cái thông tin vui của vườn chú. Chú cho chào chú nhá. Xin chào Bonsai Đức Huy. Thì cháu được biết là chú có rất nhiều những cái thông tin mà vui, thông tin mua bán cây và ở vườn chú. Thì vừa rồi cháu thấy là chú cũng mua thêm rất nhiều và cũng hình như là cũng có bán một số cây phải không chú? Đúng rồi. Thế thì chú có thể chú chia sẻ cái niềm vui ở vườn chú cho quý vị yêu cây cả nước cùng được chung vui với chú nhỉ? Vui thì không có gì vui, nhưng mà cứ bán cây là vui với chú. Không, bán cây thì lại mua bán được bán được 10 tỷ thì mua 20 không có thua. Đam mê thì cứ bán rồi mua thôi. Thế thì vừa rồi là chú mua những cây gì, chú có thể kể một số cây nhỉ? Cây tiêu biểu á. Vừa rồi cũng có lấy được mấy cây. Dạ. Mấy cây cỏ tương đối. Những cây đó thì mua của anh Sử Tôm, cây của cây cỏ, mua cây ráng trực cỏ của anh Ân. Anh Ân đấy hả? Cây trực của anh Ân. Cây trực của anh Ân thì cháu có biết cái cây đấy. Nhưng mà cây của anh Sử thì cái cây có phải cái cây cổ to to không chú? Cây cổ to bó đá. Vâng vâng ạ. Hình như là cái tên là gì cháu quên rồi nhỉ? Cây vạn sự như ý. Vạn sự như ý. Vâng vâng. Một số cái cây tiền trăm nữa. Dạ vâng. Chú mua rất nhiều quý vị nhé. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi chiêm ngưỡng từng tác phẩm của chú và cùng ngắm cây, cùng trò chuyện với chú Cường. Và bên cạnh đó thì có mua và có bán quý vị nhé. Thì những cái cây chú mua cũng rất là giá trị. Bên cạnh đó, những cây chú bán cũng giá trị còn hơn thế nhiều quý vị. Đây là cây tam bảo chú nhỉ? Đúng rồi. Cây tam bảo. Chú mới thay chậu chú? Mới thay vào chậu đá. Vâng. Có vẻ như không hợp lắm. Lại thay lại. Lại thay lại. Sang cái bể đá, nhưng mà cháu cảm giác cái bể đá này thì cái chiều dài nó hơi thiếu một tí. Đúng rồi, nhỉ? Thiếu, phải gọt hơi, bớt. Hơi thiếu chiều dài một tí. Nên là chiều ngang thì ok, nhưng chiều dài hơi thiếu. Hai nữa là cái chậu nó lùn. Vâng. Thế là mình kê thấp, đâm ra là cây nó không rước. Chúng ta sẽ đi vào trong này chiêm ngưỡng những cái tác phẩm quý của chú. Phía trước quý vị là cây xanh quê quý vị nhé. Xanh quê lá đẹp. Cây này chú mới mang ở đâu về đây chú? Cây này là cây cũ để ở vườn ngoài. Vâng. Mang về đây cho nó tiện chăm. Cây lâu lắm rồi. Một cây song thụ quý vị ơi. Cây này thì cái chiều cao thì cao đâu đó khoảng 1m4 quý vị nhé. 1m3, 1m4. 1m4. Hoàn thiện hết rồi. Xanh quê già lắm quý vị ạ. Quý vị nhìn cái tên cây này. Bác Sa Đa Huy sẽ chia sẻ và cập nhật những cái thông tin của các nhà vườn cho quý vị. Và đặc biệt là những cái nhà vườn lớn. Bởi vì như nhà vườn chú Cường này, chỉ trong một cái thời gian ngắn nhưng có rất nhiều những cái thay đổi. Và sắp tới thì còn nhiều thay đổi nữa. Quý vị chiêm ngưỡng những cái tác phẩm của chú. Chú cho cảm nhận cái cây này có cái chuyển biến. Đúng rồi. Nó là cây tương lai đó. Riêng cái phần vẽ là nó đổi u hết. Ngày trước cái cây này cháu nghĩ là cũng cây thả lước phải không chú? Cây thả lước. Cây bó đá thả lước. Sau đó là đục lại cái đá thô đi. Gắn lại cái đá cỏ.
quý vị nhìn trước thấy cái đá bệ, xanh, kể cả xanh Nam Điền thả nước nhá, bệ chảy hết rồi, chảy bệt hết quý vị, dễ thành củ gừng. Cây này của chú ấy thì còn một vài bông quý vị nhá. Cái này, một vài bông thì đang cái này là mới cắt đi. À mới bỏ đi. Nó đè nhau quá. Vâng. Nhưng mà cây này khi xong thì bóng tàn cũng rất đẹp. Cây này cây tầm đại quý vị ạ. Cao thì phải 1m6 đấy quý vị ạ. Mét 6 chú Cường nhỉ? 1m6. Quý vị nhìn thấy bóng tàn hiện nay thì vẫn còn thiếu một chút. Nhưng quý vị đã nhìn thấy cái nét uy nghi, cái thần thái. Cũng có một cái dáng dấp của cái cây chủ vườn, của cái cây tướng của viện, nét tướng. Chú ơi, cây này là chú mới lấy chú? Đây cây của anh Sử Tôm đây hả? Đây là cây vạn sự, tác phẩm Vạn Sự Như Ý. Vạn Sự Như Ý đây, chú Cường mới lấy đấy quý vị ạ. Đây là một cái tác phẩm xanh Nam Điền cỏ. Cây này cũng phải cao đến tầm 1m6, 1m7. Từ mà tính từ mặt chậu lên quý vị nhỉ? Tầm 1m, 1m rưỡi, 1m6. Quý vị nhìn thấy cái chân bệ thì quý vị cảm nhận đây khả năng cũng vẫn là xanh Nam Điền thả nước phải không chú? Đúng rồi. Thả nước là nó có cái rễ vấu này, vấu vào trong đá. Thả nước mới có những cái rễ bám chặt vào đá này. Và nhìn trong rễ và cây, rễ và đá như một rồi. Thậm chí rễ còn trắng hơn cả cây, trắng hơn cả đá. Cái tuổi cây này thì rất là dài. Thần trực nữa. Độ khó cao. Thân hoành này của chú cũng nghệ thuật. Thân hoành này chúng ta nhìn thấy rõ nét ở mặt bên này. Ở bên này thân hoành đẹp lắm. Chú ơi, cây này chú cũng mới lấy rồi chú ơi. À, cây này vừa lấy trưa nay xong. À, vừa mua trưa nay. Vừa trưa nay. Này... đây là cái tác phẩm xanh Nam Điền cao khoảng sấp xỉ 1m. 1m2, 1m1. Cao 1m1 rồi chú. Cao 1m1. À, tại vì để dưới đất thì nhìn trông tưởng thấp. Cao 1m1 đấy quý vị ạ. Cây thì đang trồng một cái chậu Huế. Cái ang Huế rất đẹp. Bóng tàn thì hoàn thiện hết rồi. Cái này cái dàn tay nó làm nghệ thuật. Xếp bóng cũng đẹp như vậy. Xếp bóng đây, đây là cái đường chuyển đây. Đường chuyển của tay này. Đường chuyển của tay làm rất đẹp. Nói chung là thợ có tay nghề cao đấy. Và chúng ta chiêm ngưỡng những tác phẩm quý của vườn chú Cường. Cây này của chú là có tên là chung cội, một cội nguồn. Cội nguồn, cội nguồn. À, cội nguồn thôi hả? Dễ thì quý vị nhìn thấy này, như cái dòng nham thạch này. Vườn chú Cường thì không thể đếm hết những cây quý được. Nhiều lắm quý vị ạ. Dưới tầng 1 rồi cả trên tầng 2. Quý vị nhìn thấy này, cả trên tầng 2 kìa. Và đủ các size quý vị nhé, từ tầm đại đến tầm trung đến tầm dưới trung.
Mili thì khả năng là chú thì hơi ít. Nhưng mà cái tầm đại, bà Sa Đa Huy thấy là cái tầm đại nhiều. Cây này cũng là cây tầm đại, cũng toàn cao 1,5 m, 1,6 m thôi. Và chúng ta đến với cây được đặt ở cái vị trí trang trọng nhất, đó là tác phẩm Thần Kim Quy. Bóng tàn cũng đa cái tầm đẹp. Chú ơi, cây này của chú là chú cắt dăm, chú lọc lá sớm sao phải không? Đúng rồi, cây này là mới làm lại dăm, nó mọc lá lên được khoảng tháng nay. À, quý vị ơi, cây này là chú làm sớm quý vị nhá. Hiện nay thì bộ tàn đã đầy đủ rồi, đang tầm đẹp. Thần Kim Quy. Bóng tàn quý vị nhìn thấy này, rất ấn tượng. Một cây xanh cổ xuất phát từ tán tầng. Cái nét nguyên bản quý vị nhìn thấy này. Quý vị nhìn cái góc này, chúng ta cảm nhận cái ten cây, nét chùn ra voi khủng khiếp quý vị ạ. Đây là một trong những cây xếp hàng đầu ở vườn, cũng là size đại rồi, toàn size 1,6 m, 1,7 m thôi. Hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng mãn nhãn những tác phẩm. Đây phải nói là cái đồ chơi VIP của chú Cường. Những cây này của chú thì như nhiều nhà vườn khác thì những cây này là đều là những cây cây chủ vườn hết. Chúng ta đến với một cái tác phẩm mà có tên là Mái Ấm. Một cây xanh năm điền, cây này thì tầm trung. Với cái chiều cao thì cao hơn 1 m một tí. Như bóng tàn cây này thì cũng rộng lắm quý vị nhé. Bóng tàn cây này thì cũng phải hơn 2 m. Và ấn tượng là cái độ già này, nét cốt chậu này, và những cái đường nét cột kèo. Cây này thì ngày trước là cây trực chú nhỉ? Cây trực. Nhưng mà bây giờ hóa thành cây nhiều thân thì phải không, phải không? Đúng rồi, nó thành cây dáng làng. Dáng làng rồi. Dáng làng, quần thụ rồi. Nhìn cái bộ chân đế, thích quá quý vị. Chỉ có cây luyện chậu rất lâu thì mới có những cái chân bệ như vậy thôi. Một nghệ nhân, một người chơi lão luyện. Và vườn cây thì khỏi phải nói rồi, toàn đồ chất thôi. Ừ, chú nghe rồi. Đấy. À, nó có cái thuốc bôi ấy, nhưng mà chú ít dùng, nó bôi rồi nó tạo u ấy. À.
Thử đến nhà Phương em nó có không. Phương nó đang đưa con nó đi bệnh viện, nay nó đang bỏ ở trên đấy. Nó ung thư buồng trứng. Đấy thì nó có cái, nó có một cái kiểu cái lọ keo nó màu hồng hồng đấy, bôi vào cắt cây đi, bôi vào sẹo nó liền trong nó lồi đấy. Thì cứ ra các cái quán mà nó bán thuốc sâu ấy, nó cũng có. Hỏi cứ hỏi vào cái keo để bôi liền sẹo cây ấy, nó biết. Cháu quay tiếp chú nhá. Nó đang gắn mic ở chú đấy. Vừa nói chuyện điện thoại nên cháu phải tắt đi. Nó có mic. Vâng. Nghe điện nào. Alo. Thế tốt rồi. Cái nhà nhưng mà nó bóc tách ra chưa? Thế là không vấn đề gì. Thế chắc là u lành. Thế thì được. Không đúng rồi. Nói chung là theo bố nghĩ thì chắc là không phải, vì hôm lên cái ông cái thằng gì tiến sĩ nó là cái ai nhìn vào thì cũng bảo là ung thư, nhưng mà riêng kinh nghiệm của nó thì nó bảo không chắc. Nhưng mà thôi rồi, cứ mổ mà tách ra được thế là tốt rồi. Nó tách mà nó không có chân thì không vấn đề gì. Nó cắt hẳn đi mà nó không có chân thì không vấn đề gì. Cắt đi thì cắt mà nó không có chân thì chả vấn đề gì, thì vẫn bình thường. Không thì phải chấp nhận chứ làm thế nào được, nó lắng thì biết đấy. Đúng rồi, cũng là yên tâm rồi còn gì, tức là giữ được là yên tâm rồi, quan trọng nhất là giữ được tính mạng, không phải là ai cũng giữ được đâu. Thế là tốt rồi. Thế thì đã tốt. Thôi được rồi. Thế nhưng mà xong rồi nó đau lắm đấy. Nó còn đang thế. Thì nó phải. Nhiều điện thoại. Mùa này lá nó rụng kinh thật. Đồ chơi cái đồ chơi tầm dưới mili. Cao chỉ khoảng 50 phân thôi quý vị ạ.
Cây này nhỏ nhưng mà tuổi thì không ít chỗ nào cũng địa. Kinh điển đấy. Già này. Tuổi cây này. Già mốc meo, nhăn nheo. Bé nhưng mà tuổi khủng khiếp. Đây là những cái cây mà chú đang xây dựng quý vị nhé. Gần hoàn thiện rồi. Cây này cũng... nó xong, cây này cũng nằm một cây đẹp. Size cây sau này thì cao 50-55 phần. Đường chạy các phần kinh. Cũng cây nhiều thân quý vị ạ. Hàng đương đại, bonsai quốc tế. Và đây cây túc quý vị ơi. Cây túc già quá. Thưa quý vị, hôm nay thì Bonsai Đa Huy lắm được cái thông tin rất là vui ở vườn chú Cường. Thì vừa rồi chú mua rất nhiều tác phẩm quý. Thế và bên cạnh đó thì chú lại bán đi một số những cây quý nữa. Thì có ra có vào quý vị ạ. Và chú có chia sẻ là sắp tới chú còn cũng đang ngắm mấy cây rồi. Thế thì có cái thông tin gì sắp tới ở vườn chú Cường thì Bonsai Đa Huy lại cập nhật cho quý vị. Thì đến đây thì cháu xin được cảm ơn chú nhá. Xin chú cảm ơn Bonsai Đức Huy. Sẽ lại đi tìm được những cây mình yêu thích này để về hợp thành cái bộ sưu tập vườn mình. Và cảm ơn Bonsai Đức Huy, cảm ơn khán giả xem kênh của Đức Huy. Và chúc cho cái cây cảnh Việt Nam ngày một lớn mạnh, tăng lên nhiều người yêu mến cây. Vâng ạ. Đam mê cây. Bonsai Đa Huy đến đây cũng xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sẽ trở lại quý vị trong tiếp phim sau.